Thưa quý vị, theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai, tính đến hết tháng 10 năm 2023, trên địa bàn đã xảy ra 32 vụ gây rối trật tự công cộng, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 15 vụ. Cụ thể, tại thành phố Biên Hòa xảy ra 5 vụ, Trảng Bom 8 vụ, Vĩnh Cửu 1 vụ, Long Khánh 4 vụ, Xuân Lộc 6 vụ, Tân Phú 5 vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã điều tra làm rõ 29 vụ và bắt 208 đối tượng. Theo cơ quan công an, đánh giá các đối tượng vi phạm khá manh động. Nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn trên bàn nhậu, thậm chí những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Những vụ việc xảy ra mang đến tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân trên địa bàn. Trước tình hình trên, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai triển khai tăng cường đội ngũ chiến sĩ tuần tra, ngăn cản các vụ xô xát ẩu đả, làm mất trật tự trên địa bàn, trả lại an toàn trật tự cho quần chúng nhân dân.